Rồi, hello tất cả anh em, trở lại với Trục KD Gaming. Mình sẽ tiếp tục con game Kena nha anh em. Đây tôi biết là anh em cũng muốn coi cái kết thúc của game này như thế nào, và tôi ra video hơi chậm hơn mọi khi, tại vì tôi đã bắt đầu đi làm lại nha anh em, có rất ít thời gian, cho nên anh em thông cảm. Ok, mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi anh em, vào luôn. Ở đây nó có cái mà nước mắt à, mà tôi không biết để làm gì. Tôi đi xem thử xem. Khoan đi, để tôi đi kiếm thử xem xung quanh đây có gì để đánh không, cây cối gì không. Đây đây là cái chỗ rèn nè anh em, cái chỗ làm việc này, đúng rồi, đứng đây nè. Found my tools, just where I left them. They should come in handy. Ủa, đây có một cái nguồn năng lượng gì đây? Chà, hình như là ok, mình đi vòng vòng xem chỗ này coi. Ôi, đứng đây anh có thể nhìn thấy cả thung lũng luôn nè anh em. À, đẹp vãi. Thiệt chứ anh em, kiểu rời rời xa thành phố mà được tới sống những cái vùng mà nông thôn mà trên núi này nọ, tới thung lũng như thế này thì còn gì bằng anh em à. Sáng ra ngồi ngay đây nè, làm điếu thuốc, uống ly cà phê, xong chiều tối bạn tới đây cuối tuần làm BBQ ngoài trời dưới này. Ôi trời, bán ngắm cảnh bét con mẹ nó vời rồi. Cái gì đây? À, đi lên đi xuống hả? Ok, hiểu. Đây để tôi check xung quanh cái chỗ này nha anh em. Chắc chắn là phải có đồ ăn. Đây và chắc thôi mình đi làm nhiệm vụ tiếp anh em. Chứ cái nhiệm vụ chính tiếp đi. Chứ cái chỗ này là tôi không có một cái thông tin, không có một cái gì để làm hết. Không biết làm như thế nào. Đây và nhiệm vụ kế tiếp thì mình sẽ đi lên đây hả? Adelina Gret đi lá hết thành tranh. Ok, mà có dấu gì đây vậy? À, cái tia nắng cái tia nắng nó chiếu xuống làm tôi tưởng đồ ăn. Cái mẹ, đi tới đâu cũng cũng cứ nghĩ tới đồ ăn đó nè. Là mình vô chưa ta? Đây này này. Ồ, một cái mặt nạ đầu trâu mặt ngựa cho mấy con rót, hay quá. Ủa, và cái gì kia, đây có dấu gì anh em, để xem. Và sau đây là có một cái cục đá đây vậy. À chi à! Bè, nó lại dụ mình anh em. À đây này, ở đây gần cái xe bán đồ này, tôi lắp cái mặt nạ rót coi. Con nào cũng phải có phần nha anh em, không phân biệt đối xử. Dù bé hay dù nhỏ hay to phải đeo mặt nạ Covid mà. Okay, và để tôi xem đang có, ôi tới 8 con chưa có mặt nạ, để tôi xem nạ mới bao nhiêu tiền. Ôi ơi, cái này cũng 500 này anh em, vậy cho một thằng thôi. Đây, những cái mặt nạ xịn 500 này chỉ nên cho một thằng mặc thôi nha anh em. Biết là nó là đại ca của những băng, kiểu mấy này là đội trưởng của từng băng rồi anh em. Quá nhiều rót cho nên phải chia đội ra. Đây, còn lại 6 thằng cho Pistol này, hình như cũng chưa có nào đợi đổi nè. Tôi sẽ có 10 cái, tôi sẽ cho nó đổi luôn. Đấy, 3 thằng nữa cho nó đổi. Ôi đây này, hello. À, cái dòng giống như dòng thiên thần nè, hay lắm.
Ô và bán hết hả? Đâu vẫn còn mà. Còn hai con chưa có nón. Đây cho nó cái pai con này, a con này đi. Ra đủ rồi đấy. Ê. Thành. Đội hình đứa nào cũng có nơi cũng có cũng có nón đội nha anh em, có mặt nạ đeo hết rồi. Ấy lúc da lúc nhúc như thế này này. Đây tôi thấy cái con đeo mặt nạ Taro nè. Rồi mà sao không thấy cái con quấn khăn nè, sao không có thấy con khủng long này, nó không có hiện hết rồi anh em. Đúng rồi, mình phải đi lên đây này. Chà, cái mấy cái cục đá này tôi nghi lắm, chắc là đá 7 nữa quá. À không, kỳ này không có 7 anh em. Cái lúc mà mình nghi ngờ thì lại không, không phải. Lúc cứ tưởng đồ ăn thì mẹ lại là quái vật. À, đập lộn thôi. À nhưng mà để tôi xem mình phải đi tới chỗ này trước hả? Hi away. À, phải kiếm đường anh em đi, để tôi đi check xung quanh này thử xem. À, có đồ ăn này, cái này là gì đây? Spirit mail. Chả hiểu cái này là gì ta, kêu là hãy đem cái thư linh hồn này đi tới ngôi làng. Tôi nghĩ là ngôi làng lúc đầu này chắc là đây, chỗ này nè anh em. Đúng rồi, đây chỗ này nè. Ôi lạ vậy. Để lát nữa tôi kiếm coi có cái chỗ nào tôi teleport về thử xem anh em. Em xem nó là cái gì. À giờ chơi mới biết có vụ thư linh hồn này chứ. Chơi enemy. Có một phút hả? Và cái này nó không có giới hạn quân số anh em, có vẻ như defeat 15 hả? Ôi điện 15 hả? Shit, 15 con thì sao mà chơi? Để tụi nó còn ở xa nhau quá chứ. Ơi 15 con khó quá anh em ơi, cái này không chơi nổi rồi. À đúng rồi, tại sao mình không bu lại. Đúng rồi, mình đi lại một chỗ đánh cho tụi nó bu lại mình chứ, tự nhiên đứng nó làm gì. Xong cái bom nổ đâu, để tôi thử lại coi. Bất quá tam anh em. À, tôi thấy có vẻ như tụi nó ở dưới này khá là nhiều. À, nhanh xuống chơi với tụi nó luôn. Đúng rồi, tụi nó ra đây nhiều lắm anh em. Đấy, đúng rồi. Kêu tụi nó bu lại đây một đống này. Chà, nhưng mà vẫn không kịp rồi. Chà, cái này khá khó. Ui dồi. Này phải chắc mai mốt phải có skill gì xịn xịn sau này trở lại anh em ơi. Đây tôi chỉ đánh được 10 con. Một phút phải đánh đủ 15 con. Nghĩ là cái hộp này sẽ có một cái nón rot đó anh em, mình nó mới khó như vậy á, một cái nón xịn hay sao ấy, nhưng mà có vẻ như tôi chưa có đánh được. Trở lại sau. Đây mình đi tiếp tới đây xem.
có đồ ăn trên này. Đây, thêm một cái nón này đi cho nó dễ chứ, bẻ cái nón nãy khó quá. Stinky fruit, trái cây thúi anh em, một cái nón trái cây thúi. Trái cây có mùi. Và mình đi tới khu vực này hình như là ruộng bậc thang nè anh em, đúng rồi, cái khu này là ruộng bậc thang này. Đặc sản ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam và miền Nam Trung Quốc. Nhưng mà ở đây sao có nhiều nhiều mấy cục đá này quá vậy? Tôi nghĩ thế nào cũng có một cục đá có quái à. Để xem. À, chỗ này có rốt nè anh em. Ấy. Đây tới đây là đây anh em thấy không? Nó cào đất để mà trồng trọt thế này. Khu này là khu dân làng cày ruộng. Và để xem mình phải đi qua phải thì mới đúng, nhưng mà tính mắc bà mách bảo tôi nên đi qua trái. À, linh tính mách đúng không? Có đồ ăn anh em. Em này mà nó kiểu phải chi nó cho có đồ anh em, quần áo thay cho Kena thì sẽ vui hơn, chứ có mặc một bộ mãi cũng thấy dơ, bốc mùi và khá buồn, không có đẹp lắm. Thay đổi skin cho nó hành trình nó vui hơn. Ok, mình có thể mở được cánh cổng này nè. Nhớ là nó vẫn còn một cánh cổng bên đây nha anh em. À, hình như là không biết như thế nào. Đó, để tôi xem cái khúc này như thế nào. Mình phải làm sao, bây giờ tôi mới biết anh em, mình phải làm sao cho mấy cục đá sáng là nó gần nhau ấy, cũng nó mới truyền năng lượng cho nhau được. À, cái này thì sao? Dạ, câu đố này hóc búa dữ. Đây nó có thể nó cho mình bắn cái cục với cận nè, để tôi xem bắn nó được cái gì. Đây, và nếu như bắn thì mình đứng đây. À, cho cái cục thủy tinh nó chìa qua đây. Không. Ấy, được chưa? Ngon. Đơn giản thôi. Thôi, vô thôi. Này giống như một cái ngôi đền hay ngôi mộ cổ đó ta. Một có một cái cây bự tổ mẹ luôn anh em. Trái tim của ngôi làng ở đây ở The Village hết nè anh em. Đây, những cái ngôi làng ở đây là được thần rừng bảo vệ, thì cái cây này chắc là cái người Guardian đó anh em, bảo vệ của ngôi làng này sao ấy. Ok, và để tôi check xem. Đây có một cái thác nước. À này, mình đi xuống đây mà. Ôi trời. Trượt. Ôi, cái bè nó có nước. Ơi, tôi tưởng xuống đất liền như thế thì sao mà chơi, hóa ra có nước, may quá. Anh này có bom rồi. Ấy. À, mấy con này sợ trâu quá vậy ta. Nước mát quá ta. Lại muốn đi bơi, khổ. Đi biển, tôi muốn đi bơi, muốn vitamin C anh em. Là cái gì đây?
như là mình phải qua đây đứng à. Cái gì vậy? What what what? À, vậy là không phải rồi. Ở đây có đồ ăn nè. Ăn trước đi tính. Đây đứng đây nhưng mà tại sao nó lại có lại vậy ta? Này như thế nào? Hay là có cái bông hoa đằng kia cạnh em? Không nghĩ bông hoa nó đi làm gì? Đây nếu vậy mình phải đứng đây thì mình mới bắn được chứ đúng không? Phải làm gì nữa? À, ở đây cũng có một bông hoa nè nhưng mà không biết để làm gì. À, một bé rốt. À, tôi biết rồi, cái bông hoa đó để mình bắn, mình nhảy qua. Hiểu, hiểu, hiểu. Chứ mình không có, cái đây nó không có cái chỗ để mình leo từ dưới nước lên. Thấy không? Đây, vậy mình qua ăn con rốt nó trước đợi tính. Đây cho ngưng động thời gian bắn ấy. Rồi 50 con rồi, còn 15 con nữa thôi. Mỗi lần mà mình đủ số rod anh em là nó sẽ lên level. Và cái con nước mắt gần gì á nó sẽ thay đổi cái hình dạng, nhìn nó ngầu hơn. Như nó lên level á anh em. À mà ở đây có một cái cục mà để tôi xem làm sao đứng đây mình bắn được không. Trời ơi không phải rồi. Để tôi thử lại đánh con boss này xem anh em, xem mình ăn cái này có khi lại có một con rod nữa hoặc là một cái nón á. Tôi cố quánh nó xem. Rồi open. Cái chỗ này nó không có ăn máu cho nên chơi nó hơi bị khó anh em. Ê! Chết bà rồi, từ từ. Rồi rớt ra cứu anh, hay lắm. Ôi cái cùi dừa, cái cùi của con này nó nhỏ xíu anh em cho nên là khó đánh trúng quá. Rồi bắt lại đúng rồi, đâu rồi, đây nó còn cái cùi bự ở đây nè anh em, đưa ra đúng rồi. Đây phải xử luôn thằng này cái đã, thằng này nó quăng nó chơi bột. Ui chết bà rồi, còn có tí teo máu mà tê bơi đi phút. Rồi không sao đâu, cứ bình tĩnh tưởng này. Ôi nó tới shit. Rồi rớt ra ăn thêm một trái nữa đi. Ui ôi còn có tí xíu máu, hay lắm, nhanh. Ấy cái thằng này đâu ra vậy, nào rốt cứu anh. Ôi chạy qua đây đi anh em, mẹ với cái thằng ném nữa làm khó chịu quá. Ui nó tới kìa. Ôi đừng, nó tới kìa, ăn đi cưng. Hey!
Rồi xong. Con mẹ tao có cái chiêu má ném ném cùi dừa má mệt mỏi với nó quá tèm ơi. Trời ơi, làm thứ ba đi anh em, phải quyết tâm coi lấy cái này cơ bằng được xem. Chơi bị lũ con. Cùi dừa, cùi dừa. Rồi. À! Cái bè đó, con này. Nó chết rồi anh em ơi. Mày giỡn mặt hả? Cuối cùng mẹ. Đây đánh tới lần thứ tư tôi mới giết được nó đó anh em. Chủ yếu là nó không thấy chưa, tôi biết ngay mà được cái nón nữa này. Một cái mặt nạ hả? Come on Anamas, đúng rồi anh em. Một cái mặt nạ cho đám rốt đây. Ngon lành. Ok và bây giờ mình đi qua kia đi. Đây cái điểm tới là ngay đó. Và để tôi xem mình như là phải bắn cái cục tình à, xong rồi ấy mất chết của mẹ. Ôi ơi không lên được, ủa sao lạ vậy. Á chà, cái đó như nào ta, để từ từ tôi coi lại cái cục tôi xem. Đây đầu tiên là phải bắn làm sao để cho nó bằng phẳng anh em, để mình nhảy được chứ. Đây một cục cai cục rồi đấy, như bà làm sao qua. Đây là mình bắn bên kia. Ui ui không được rồi. Rồi xong. Thôi như vậy như thế nào ta.
Cái chỗ nhảy này hình như, à không phải nhảy bên đây, mình nhảy bên đây nè anh em. Tự nhiên à, đúng rồi, đúng bên đây nhảy này. Rồi. Ôi nhưng mà nếu vậy mình phải chạy qua đây chứ thì mình mới bắn được cái này. Đúng rồi. Rồi quá. Nhanh 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 nhanh. Đơn giản. Ôi. Trời ơi. Đây đơn giản thôi, qua luôn. Ê. À, tiếp tục hành trình đây em. Cái chỗ đó nhảy hơi khó, nãy giờ cũng xào quần với nó hoài. Và vào đây chắc là đắp đặt boss đi quá. Ê, trong đây anh em nước, nguồn nước cũng đã bị ô nhiễm luôn rồi. Và để tôi xem ở đây có cái gì không. Đây có những viên pha lê mà hình như là nó kiểu như nó đã hết. Kiểu nó không có năng lượng ổn định đó anh em, bị chập điện vậy đó, cho nên nó cứ phát sáng mà rất là kiểu chập chờn. Có vẻ là tôi phải thanh tẩy chỗ này xong thì nó mới sáng được lên hết. Đây lại một khúc câu đố. Và cái chỗ này nước này anh em mình mà nhảy xuống là mình không có bơi được đâu. Mình nhảy xuống là mình sẽ chết. Để tôi xem ôi trời ơi. Ôi cái cục này nó lại không có sáng thì như thế nào. Chà. Ô. Cái này là một series làm sao để mình có thể nhảy lên được trên đó kìa, đúng không? À, để tôi thử coi coi cái quy tắc hoạt động của nó như thế nào. Ôi một đám rốt lông nhông ơi, dễ thương quá anh em. Đây là làm lại coi, phải thử một hai lần để coi cái cơ chế của nó như thế nào anh em. Đây nó sẽ như vậy nè, vậy tôi qua đây đi. Đấy, xong rồi sẽ bám lên đúng không. Ok rồi, sao nữa, rồi sao nữa bạn. À drop xuống, drop xuống. Ok nhảy qua đây luôn. À ôi đúng rồi anh em, không thôi tôi mà đứng ngay đó mà chậm một giây thôi là coi như chết mẹ đáp rốt tôi nằm dưới rồi. Tôi mà chậm một giây thôi là mẹ nằm ở dưới cái bãi đó rồi, kiểu như trong đây có một nguồn năng lượng rất là lớn hay sao á anh em. Rất là nhiều pha lê và thủy tinh trong đây này. Ôi nhưng mà hình như là chỗ này. À ok mình phải làm tiếp anh em, hình như mình phải nhảy lên trên đó mới đúng á. Cái chỗ này chỉ để nhảy qua để ăn thôi, và để tôi xem làm sao để nhảy qua đây. Nhảy qua đây chăng, qua đây xong rồi bắn cái cục này, bắn cái cục này. Ồ ấy, qua đây, cái này qua đâu. Hay lắm. Nhảy bước 1 thành công luôn em, không bị chết lần nào. Này sao giống như đang bắt đầu đi gần tới hang ổ của tôi nói vậy ta. Đây này. Ủa và có cả một viên ngọc, đâu bắn thử xem. À dòng nước mát. À hé. Rồi đánh boss rồi anh em ơi. Chỗ này là đập boss tại đây. Này nó để máu kìa. Ok mình sẽ đi cho đám rốt đi bắn cái chỗ này xem. Từ 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 từ. Đấy, một cục tan chảy. À tôi cũng có thể dùng cái đám rốt này để đánh lộn được mà anh em. Ấy, giỡn bạc. Ôi, qua đây này, qua đây này, đúng rồi. Còn hình như còn một cục bên đây à. Đúng rồi, đúng rồi. Đây có ôi ôi, có đám rốt thì ok anh em. Ngon. Ấy, ơi. Rod Eater, ôi chết mẹ, con này là cái con ăn, nó ăn mấy con Rod của mình anh em. Chết mẹ con đánh như thế nào.
Con này hình như phải xài con rod quánh nè anh em ơi. Hay sao? Đúng rồi, phải cho rod quánh chứ mình không quánh được. À hiểu rồi, ôi 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 ôi. Đà, khó đấy, khó đấy. Mình phải vừa điều khiển vừa né anh em ơi. Mình điều khiển cái con này thì khó phải cái nồi. Ui ui ui. Ờ ăn 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 cái ta, ăn cái ta. Hết máu rồi, hết máu rồi, hết máu rồi. Rồi 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 rồi. Mày chết mày. Ui ui, bắt cái con này mạnh vậy. Hay là kill rod ta xử đi. Mình có đánh được đó không ta? À được nè anh em. Tôi cho ăn bom xem. À chà, nhưng mà có cái đám rod á, dọn mấy cái con này mà mới nhanh anh em. Ok cứ dọn xong tụi nó đi. Xong rồi mình tính. Đập đập, đúng rồi, đập 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 nó, đập nó. Ui, ủa ghê vậy? Ôi ơi. Con này khá khó đây anh em. À cũng không khó lắm. Mày rồi xong. À ha. Ok và có cái cửa đi ở bên đó kìa anh em. Nhưng mà tôi sẽ ở đây còn nhiều cửa vậy, hình như là để ăn đồ á. Đây tôi sẽ đi đi vòng vòng kiếm đồ ăn xem. Đây hình như bên đây nè anh em. À đúng rồi. Đây có skill, điểm skill. Một ngay. Đây và để tôi xem được upgrade được cái gì vậy anh em. Đây rod. Ủa cái này mới có 2 năm năm mà thiếu 5 cái nữa. Đây và bên đây cũng có nên là thử qua bên đây xem. Cái hình như hết rồi nè. Có mỗi cái đó à. Cho mình đi vô cái hang này đi. Ok, mình sẽ sắp xếp cái này theo thứ tự hay sao á, nhưng mà theo thứ tự như thế nào. Ôi quên, ôi quên, cái này rớt xuống là đi đời nhà ma mà. Vậy bây giờ tôi sẽ sắp xếp. Dạ, cái chữ này như thế nào, không có biết cái à, mấy cái cục này nó đâu có sáng lên đâu anh em. Thì làm sao mà ôi, vậy như thế này như thế nào ta. Đây. Ôi nhưng mà biết cái dấu hiệu nó như thế nào. Bắn đại coi. À vậy hả. Đúng rồi. Một cái. Rồi bên đây nữa nè. Không phải cái hình này đâu đây. Đấy. Làm cái nữa. Nhanh 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 nhanh. Rồi. Xong. Và mình sẽ thanh tẩy nguồn nước ở đây á. À không phải, một cái bè, một cái rap lên em. Rap đi muôn nơi. Cả vào kênh á. Ôi ơi. Tôi. Mày này. Trời ơi, sợ mấy cái con nổ này lắm anh em ơi. Chết mẹ hết cung rồi. Ôi thôi chết tôi. Nó tới, nó tới. Ủa làm sao đi tiếp ta. À chắc giết luôn kia. Đó. Bằng. Rồi xong rồi. Vậy đâu nữa. Ủa. Ủa sao nó bị kẹt vậy ta. Đã kỳ. Ờ. Nó còn bị bớt không vậy anh em. Sao tới đây không có đi đâu được hết vậy. Nào đi đi. Đây nó bị bất hay sao ấy. Rồi mặt em Kena nhìn nhăn nhó có vẻ khó ở anh em. Này thì đánh bom liều chết.
bắn hoài không trúng cái cục bom anh em. Lâu lâu á đúng là đụt vãi cái thôi. Ui da, con bắt đâu vậy? Ôi nó tới, nó tới kìa. Ủa mày, sao cái đám liều chết này nhiều dữ? Chà, khúc này, cái khúc này bộ đánh dữ ta. Ui đưa cái cùi dừa ra. Ai chà, đập phải luôn. Ôi còn nữa kìa anh em ơi. Sao càng đi càng sâu vậy ta? Cái này giống như là hang của người lùn á anh em, kiểu nó lấy cảm hứng từ thợ rèn hay sao ấy. Cái lò rèn thì phải kiểu như những cái nhà cửa trong hang của cái đám lùn á anh em. Và rồi đi vô luôn. Thích mẹ cái chỗ này thì sao mà xuống? Mình phải làm sao qua từ bên kia? Và hình như cũng chơi xếp hình đó anh em đúng không? À không, nhảy qua, đây đây đây. Rồi tôi biết rồi, cái chỗ này nó mà cạn á anh em, nó sẽ rút nước xong sẽ đánh boss. Đây nó để máu ở dưới kìa, nhìn là biết rồi. À, mình sẽ clear hai cái bông hoa này xong rồi nó sẽ tạo ra một cái chiến trường cạn cho mình. Kìa, chơi thôi. Rồi rút nước đi cưng. Ủa, không rút à? Đáng sai, à kìa rút kìa đúng không? Đây, tôi nói đúng chuẩn bài luôn em. Rồi bây giờ thì mình xuống thôi, đập boss. Ấy. Nó chết mẹ hai con ạ. À. Ôi ơi, có cả thầy tu dưới này à. Con này nó có heal anh em ơi, con này phải xử nó nhanh. Con này là phải xử nó nhanh thôi. Chứ không thôi nó heal. Nó heal cho cái thằng cầm kiếm kia thì khổ. Ôi, ôi đi 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 đi. À, cái đám mà tử. Đây đây đây, nó heal kìa anh em. Mày heal này. Cái đám tự sát nổ là do cái đám này nó kêu ra, do mấy thằng thầy tu này. Hèn chi. Thế bà mày luôn, không cần bắn gì nữa, chơi trận chiến luôn em. Ôi ôi ôi, này thì hiên này. Ôi chết mẹ, đến nó hiên thiệt rồi. Ủa ui da, nó chạy đâu rồi? Ăn thì à, clear rồi. À, tôi tưởng mạnh lắm chứ. Và cái chỗ này cho anh mày ăn máu đi. Nó điếc. Ủa mà sao cái cửa này chưa mở ta? Nào. Ô vậy là cần phải có cái gì nữa rồi anh em. À đây này, đứng đây quên. Đây đây. Đứng ngay đây mới mở được. Rồi chết boss cuối nè anh em, boss đây. Ui sao giống như đi vô mổ cổ vậy. Bật đèn lên cho nó sáng tí coi. Ui vô vô vô, hình như là nhảy qua đây.
Chà, cái cây này cơ bộ mới là một cội nguồn hay sao nè anh em. Và mình đi đâu ta? Tôi không biết mình đi đâu. Đây cái chỗ này bây giờ làm sao đi? Ui. À có con rót cho anh em đấy, nhưng mà làm sao qua? Đó, để tôi trước khi qua bên cái chỗ tấm boss kia, để tôi đi qua bên đây xem phải lấy được con rót này chứ. Nhưng mà làm sao qua đây, nhảy bên đây chắc. À đây này. Đơn giản vậy mà cứ. À và nó chỉ tôi đi đâu kìa. Cái này để à, cái này để nhảy qua đây lại. Ok. Và con rót nó đi đâu rồi ta? À, cái chỗ này nó có một cái nguồn ma lực gì kìa anh em. Chết cha, trúng cái này cái bộ cũng nguy hiểm rồi nha. Chơi nhảy sống đi anh em. Mình đứng núp được không ta? Ôi! À, nó đẩy mình xuống nước. Rồi rồi, biết rồi. Phải nhảy rồi anh em ơi, phải canh nhảy. Nào nhanh 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 nhanh. Ôi chết, như vậy thì sao mà nhảy? Ui dồi ôi. Địt bè cái bông hoa. Bè tự nhiên đang mở bè. Nào. Rồi. Kéo qua. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao lại vậy? Nào, kéo anh qua, đứng đó làm gì nữa? À, mình đứng trên đây là sẽ không bị đẩy đâu anh em, nó không có sóng, nó không có tới. Rồi làm sao qua? À, kiểu cái này một cái series anh em, nó bắt mình chơi nhảy làm khó mình trước khi mà mình có thể tới được cái bệ đó để mình đánh boss thì sao ấy. Rồi rồi, hiểu rồi. Ok. Ấy. Come on, come on. Mẹ cái cây đó nhìn thấy ghê, thấy gớm quá anh em ơi. Bắn thử xem, từ đây bắn được không ta? Không được. Ôi chết. Ôi đứng ngay cục đá này luôn hả? Ôi được hả? Ôi cái này như thế nào? Rồi xong. Chà, cái khúc này như thế nào ta? Ấy. Rồi xong cái vậy. Mấy khúc này nó rối quá anh em ơi. Từ bây giờ nếu như vậy mình phải nhảy qua đây trước cái đã. Rồi tôi để tôi coi, tôi điều nghiêng cái chỗ này xem. Cái này là sao ta? Bắn một cục vậy hả? Xong rồi nhảy qua kia đúng không? À hiểu rồi, bắn cái hiểu hiểu rồi, bắn qua bông hoa đó để mà ok, tôi hiểu rồi. Dễ mà, đây anh em làm lại xem. Qua. Rồi ở đít cái này nhảy đâu? Nhảy đây được không? À nhảy cái. Trời ơi, nó có bông hoa để nhảy qua. Để mà không để ý. Rồi cái này kiểu mình phải nhanh tay anh em. Rồi và cái bông hoa bên kia mà thôi. Nào lên. Rồi tiến tới thôi anh em. Giờ mày sao?
mày như thế nào mới ạ? À? Ôi không, không. Ủa sao dễ vậy, tưởng đánh boss vậy chứ? À không, ủa không. À đúng rồi, nó thanh tẩy hết rồi kìa anh em. Relic Discover, ok, trái tim của ngôi làng đây, mình đã đủ ba cái thánh vật rồi đó anh em, ba cái linh vật rồi, và ở chung quanh đây có cái gì đang không? Mình sẽ đi giải thoát linh hồn của Adila, rồi đi thôi. Đây không có biết có đồ ăn không ta? Khi tôi không coi kỹ nó giấu đồ ăn gì đó anh em, lỡ bỏ rồi. I found the relic, but the village heart was gone. It all makes sense now. She must have moved mountains to transport the village. If anyone could find a way, it would be Adira. I'll return the relics to the tower. Thank you for your help, Hana. Em sẽ trả lại những cái thánh vật này cho cái tòa tháp đó. Cảm ơn đã giúp em, Hana. Em biết đó rất là khó khăn để chị coi như là hồi niệm lại quá khứ đau thương. Chị rất mừng vì em đã tới, Kena. Chị tin rằng em có thể giúp cô ấy tìm thấy bình yên. Hãy cẩn thận. Rồi đi thôi. Ờ, hóa ra con này chưa có chết hả anh em? Hóa ra con bạn mới chết đúng không? Khổ vậy. Đây mình sẽ đi lại cái bông hoa nè anh em. Đây ba cái thánh vật đã có đủ rồi. Mình lại mình mở cái bông hoa đó thôi. Ủa mà sao lại có quái đây vậy? Ủa mà có đồ ăn ở đây này, tôi chưa có ăn cái này anh em. Lại ăn luôn. Ủa? Ôi ơi! Ủa mà đông vậy? À bên bên bên! Đông hả? Đông, đông hả mày? Đông thì cho mày ăn. Đông thì cho mày ăn bom. Chơi luôn em. Gì vậy? Này thì ôi ba cái cục nó ta dí anh em ơi. Ơi ơi mày, này thì dí anh, này 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 thì dí chị. Ô ô đập bớt này thì hin, này thì hiền. Hay lắm, có thêm ngọc của anh em. Đây đây học skill đi, để tôi xem đây học skill gì được. Hone ship then pet to form a rod in field bomb. Cái này nó sẽ làm chậm lính à anh em, cũng khá là hay đấy. Thôi nhưng mà tôi cái cung xài nhiều rồi, tôi sẽ mua cung đi. Đấy, cái cung này mình rất là cần. Nó phải ở đây nó cho mình cục nước mắt ở đây để làm gì ta? Tôi thấy cái này đâu có cái gì để mở đâu anh em. Và trên kia, à đây này có một cục đá này, lại đây lấy xem. Đây trên đây có một cái đồ mình chưa ăn nữa là anh em. Ấy. Chơi mày. À,
tôi biết rồi, cái cục nước mắt bên đó là để mở cái này nè anh em. Đó là để mở cái này nè, ok. Để tôi lên tôi ăn cái cục này cái đã. À, có một con rót kìa, thấy chưa, có một con rót ở trên kia. Ôi, làm sao nhảy lên. À, rồi ok. Hay lắm, thêm một bé gia nhập. Mấy bé sau này sẽ cho đeo cái mặt nạ mới tìm được hồi nãy anh em, 54 rồi còn 11 con nữa, cố lên. Đây mình lại mình lấy cái điểm kinh nghiệm ở đây luôn. Ok qua đây và phải đi cho lẹ, chúng ta hết thời gian, nhanh. Con này nè anh em, mình phải cho nó đi zig zag nè chứ nó không có đi thẳng được sao ấy. Về đây anh em thấy không, điều khiển cái này nó làm phức tạp chứ sợ. nhanh rồi đấy, được điểm skill. Ở đây có một cục đá nữa nè, mình phải lấy hết em, có khi nó giấu mấy con rót ở đây nè, và cũng có khi là quái nữa. Bữa tôi gặp mấy lần đấy, chưa mới nói. Nói cái gì có cái đó, má khổ. Nào đứng lại, cầm khiên này. Ủa và cái à, cái đó tôi ăn rồi. Cái lương ở ngay đó tôi ăn rồi. Đây để tôi xem, đúng rồi. Đây lại cái tháp canh này nè, hình như là mình sẽ mở phong ấn mấy cái cây cho nó luôn hay sao ấy. Hello trâu cày VN. Có con thú cưỡi như con trâu này cũng đã hên em. Ok, mình sẽ xem lại ký ức của Aria coi con nhỏ thợ rèn này nó bị cái gì. Có được một nguồn năng lượng nó dẫn mình lên trên đỉnh tháp hay sao nè anh em, đúng rồi. Và tự nhiên mưa bão kéo tới. Ok, hứa hẹn là sẽ đánh boss ở trên đỉnh tháp rồi anh em ơi. Không biết ăn hành rồi. Ăn hành bao nhiêu lần đây. Đây. Ok, lên đỉnh ở đây. Đúng rồi, đánh boss ngay đây nhé anh em. Chơi. Này giống như một cái đèn ở trên ngọn hải đăng á anh em.
Trời ơi, boss nhìn ngầu vãi. Corrupt của Smith. Con nhỏ này nó bị kiểu như bị ám rồi anh em ơi. Và nó lấy nguồn năng lượng từ đây hay sao ấy. Bắt bỏ bà mày. Ôi chết mẹ rồi, con này đánh như nào? Từ từ các anh em, có lẽ phải chết mẹ ít nhất 3 lần. Mẹ. À mà cũng phải nhảy lên hả? Ủa làm sao để vô đam đó ta? À bể rồi này, hay lắm, mày cho mày ăn bom. Ok trời ơi, nó kêu đệ ra mẹ mình còn phải chạy nhảy tránh nữa, khổ tôi ghê. Nó làm khó mình. ôi điệt bot này nó ngầu vãi. Ok chơi đấy, đúng rồi, đỡ chứ. Ôi né ôi sao bị kẹt đây rồi. Ôi mày bị giỡn mặt à, đi ra chỗ khác. Mẹ nó còn chơi. Ôi ôi mẹ nó còn chơi cái skill nhảy sống như thế này vậy thì thôi, má mệt quá, khổ quá. Ăn máu cái này thì lấy đó, nó lấy năng lượng từ cái lò rèn này nè anh em. Cái mẹ mày đi vô khác anh ơi. Đây và lúc này nó sẽ bị hình như phải bắn ngay cái cùi bụng nó hay sao á anh em. Đúng rồi, đây và nó chết mẹ, sao nhiều chiêu quá vậy. Ôi rồi xong rồi, con này khó quá đó. Đúng rồi, con này nhiều chiêu quá em ơi. Đúng rồi, tại sao mình không nhảy lên mày này. Đúng rồi, làm chậm thằng. Ôi làm chậm cùi dừa và nó màu vàng nó sẽ đây rồi. Đây mà nó đưa cái cùi ra đúng không? Đúng rồi, ném cái cùi ra. Cái cùi này bay. Ủa má con này khó chơi vậy. Đi, con này khó chơi quá, hết cả máu rồi, chơi như thế nào? Mẹ sao khó vậy? Con boss đây, chơi vậy ai chơi? Đây này mẹ nó phải cho mình ít máu đi chứ anh em. Rồi xong mẹ ơi nó điên lên rồi. À nó hết sạch. Hết xài cái đó rồi anh em. Cái đi. Ok, đây là lần thứ 3 nha anh em. Rồi chơi bời thôi. Cái vậy? Quăng vào. Đúng rồi. Nào bắn đi. Quần què chấm dao đầy. Đúng rồi, ít chất phải vậy chứ. Có cái gì vậy? Nào từ. Ái cha. Mẹ cái cục đây.
cho mày ăn hai trái bom luôn. Đúng rồi, 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 rồi. Ừ hay lắm, kỳ này vẫn còn nha anh em, phải làm sao mà qua được cái phase thứ ba đấy mà vẫn còn máu kìa, chứ không thôi mẹ tới phút đó kinh lắm. Ôi không chơi nữa nơi cái gì ấy. Đông đi mày 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 này mày này mày này. Rồi vô chơi, vẫn còn hai cục máu nha anh em, kỳ này cái bộ ngon rồi đấy. Đây hình như phải bắn cái cục ngọc của nó đó, cục ngọc nè. Cái con này hình như không có gọi rót được anh em, cho nên là thôi tôi sẽ xài mấy cái đúng rồi mày này. Rồi ui 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 kìa này được rồi đấy anh em. Ui chơi 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 skill gì cơ vậy, ăn 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 máu cái, ăn máu cái. Mày định giảm nhảy gì vậy? Cho nó ăn rốt đầy. Này thì đập đầy. Ô nó sắp chết rồi tép ơi. Này thì ủa sao thế? Cho nó ăn thêm mũi tên rốt nữa. Này thì đập mày luôn. À, đi đời nhà ma này. Ơ chưa chết hả? À? Để tao bồi thêm mấy cái nữa. Rồi rồi xong đi rồi anh em. Xin vĩnh biệt cô. Đây nó đang bị kiểu như ma lực nó khống chế anh em, bây giờ mình phải thanh tẩy nó tới luôn. Ở những linh hồn lạc lối anh em, cho nên sẽ bị ma lực nó lợi dụng. Với tư cách là người coi như là dẫn đường đưa lối cho linh hồn, mình phải thanh tẩy để đưa họ về coi như là niết bàn với suối vàng nha anh em. Nãy giờ chỉ đánh em hơi đau đấy, ba lần khổ vãi cái đồi. The ancient people who settled here were drawn to the mountain shrine. But they didn't fully understand its potential. Hana and I found a way to focus the scattered energy of the mountain. I thought it would last for generations. But the village heart started to fade. This was just the beginning of our problems. Something was wrong. The crops failed and poison covered the land. Hana left to search for food and supplies to save our village. I watched her go that morning, knowing I would never leave our home without her. Weeks turned to months, and she did not return. We tried everything to help restore balance, but nothing worked. I knew our home was lost, but I couldn't leave Hana behind. I had to help her find her way back. So, I started to build. Yeah! Paul!
true. Somehow I felt leaving would make me forget her. The life we shared would slip away. That fear blinded me, and I tore apart everything we created. I've lost someone too, and the thought of forgetting them scares me. But I've met Hannah, and I know your love is strong. Even after all these years, what you built together is still a part of the land. Your bond will never be broken. Ok anh em, đại khái là đây là trong cái vụ nổ đó anh em, mà lúc đầu đã giết ba anh em kia đó, thì cái vụ nổ đó cũng đã lan tới ngôi làng này và coi như là làm chết tất cả người dân ở đây nè anh em. Và trong khi đó đó, cái con nhỏ da đen Hana đó anh em, thì nó cũng đã rời làng, nhưng mà hình như nó không bao giờ trở về nữa, có nghĩa là nó đã chết, nó đi kiếm thức ăn đó, anh em, để mà về cho làng nó không bị đói. Nhưng mà có vẻ như nó cũng đã bị lưu lạc phương xa và chết ở đâu đó rồi anh em. Đấy, cho nên là cái lúc trước là con nhỏ nói chung một định yêu đồng giới anh em. Đấy, cho nên là cuối cùng mình cũng đưa được hai linh hồn của tụi nó trở về với nhau. Đấy, cho nên là tụi nó mới siêu thoát. Kiểu như tình yêu đồng giới thì thời xưa này vẫn chưa chấp nhận được á anh em. Cho nên là yêu nhưng mà vẫn phải coi như là chấp nhận không đến được với nhau á anh em. Nhưng mà khi mình đã chết rồi thì mình đã hướng dẫn hai đứa nó sống trọn đời bên nhau nha anh em. Ok, tôi sẽ ấy được lên máu rồi nha anh em. Đây lại thêm một câu chuyện bi thương nữa. Lúc trước là câu chuyện của ba anh em đã được sum họp, bây giờ là một câu chuyện tình yêu nha anh em, và tình yêu đồng giới tính nữ. Ok, mình sẽ làm gì tiếp đây? Onoadia at the Dark Shrine. Đây là chỗ này hả? Onoadia. Ok, mình sẽ teleport về đó anh em. À đúng rồi, mình ông trưởng làng nói mình lại đây nè để mà mình vinh danh. Tufa hả? Đây là gần tí. Mình vinh danh người chết đó anh em, để họ có thể an tâm trở về với suối vàng. Đây, và tôi xem cái mail, lúc đầu tôi có lượm được những cái mail, tôi không biết nó là cái gì anh em, để tôi đi thử coi xem cái mail nó là như thế nào. Đây, cái mail hình như là ngay đây đúng không? Xem thử xem. To accept để và nhận thử thách của cái cây thần đó anh em. Mình phải coi như là lên tới đỉnh của cái nhánh, có nghĩa là mình thiếu cái gì rồi sao ấy, mình phải đủ hết thì mới nó mới cho hay sao ấy anh em, nó mới cho mình làm hay sao ấy. Ok, nghĩa là cái trung tâm những ngôi làng là anh em, mình đi rải rác nguyên cả một cái thung lũng này, mình làm nhiệm vụ xong mình sẽ trở về đây hay sao ấy. Ok, tôi sẽ mua, đấy có tiền mà, mình hãy sắm đồ cho đám Rod đi. Để tôi xem coi đám Rod này còn 8 đứa chưa có nón. Stinky Fruit này, cái nón này cũng dễ thương nè anh em. Đấy, và nón gì nữa, Sun có rồi, hello Soul Out, cái nón bò này cũng hết rồi. Đây, vậy thì còn cái nón Hana nè, Adina nè. Đấy, Soul Out và để tôi xem. Đây, đứa nào cũng có nón hết rồi nha anh em.
Ấy, ngon lành. Đây mình đi mở cửa đây xong mình sẽ được đi lên cái vùng này hay sao nè anh em, cái vùng núi nè. Đúng rồi, mình đi lên cái ngôi đền ở trên núi, đó là cái đích đến cuối cùng của mình, nơi mà nó xảy ra cái vụ nổ làm chết biết bao nhiêu người. Ủa Honor như thế nào? Đây đúng không? Ủa Honor như thế nào ta, hãy nói chuyện với ông già này xem. Ủa già Honor như thế nào? Honor and Adira shared something special. Adira knew she was powerless to stop the poison. Zaju, I saw something in Adira's memories. Zaju, con thấy một cái thứ gì đó trong ký ức của Adira. Có một cái con vật nào đó. Có vẻ như nó có liên đới tới những cái rắc rối ở ngôi làng. Có cách nào để mà đuổi nó đi không? Con không phải là người đầu tiên mà hỏi những cái câu hỏi này đâu. Trưởng làng Toshi của chúng ta cũng đã rất là khó khăn để mà chấp nhận được cái sức mạnh của thiên nhiên. Toshi rất là yêu cái chỗ này. Và cái chỗ này bị như vậy đã khiến cho anh ấy rất là đau lòng, đau khổ anh em. Trưởng làng, cái người dẫn đầu của ngôi làng này, con đã thấy cái linh hồn của anh ấy trong cái chuyến du hành của con. À, he will not move on quietly. Make sure you are prepared before confronting this. Hãy chắc chắn rằng con hãy phải sẵn sàng để mà đối diện với cái linh hồn cuối cùng này. Toshi. Toshi Mask. À, rồi anh em, như là tôi hiểu rồi, cái người mà lúc đầu mà đeo mặt nạ đó anh em, có vẻ chính là người Toshi này nè. Và chính là Toshi chính là trưởng làng, người dẫn đầu của ngôi làng này anh em. Và hình như là kiểu như cái ma lực đó quá mạnh làm cho ổng ổng muốn khôi phục lại cái ngôi làng này anh em, cho nên ổng đã dùng cái ma lực đó để mà cải tạo lại ngôi làng này. Nhưng mà kiểu như là Toshi này là trưởng làng này anh em, kiểu như cái mục đích là muốn hồi phục lại ngôi làng, nhưng mà mục đích thì tốt, mục đích thì chính đáng, nhưng mà cái cách làm thì quá sai, sai quá sai anh em. Ấy, cho nên là mình phải ngăn cản Toshi đó lại.